một điểm năm nào là cũng được các chị mình yêu thích, bởi vì cái màu hoa nó vô cùng rực rỡ luôn. Thứ hai là hoa nó lại có hương thơm nữa. Và một điểm quan trọng của dòng một điểm nữa là nó ra bông ngay Tết. Thì thường những năm gần đây các anh chị mình hay hỏi em là sao một điểm về nó hay bị kiến bung nè, cái nụ của nó không có phát triển được, nó hay bị đen. Thì một trong những cái nguyên nhân của nó là do cái nụ một điểm của mình là nó đang bị con riệp nó bu của các anh chị, đó là riệp sáp với lại riệp nguội ha. Thì thường các anh chị mình sẽ quan sát kỹ ở trên những cái nụ một điểm nó mới nhú như vậy nè, bắt đầu tầm này là bắt đầu nó có hiện tượng rồi ha. Mình sẽ thấy cái vòi một điểm của mình là nó có giống như là nó có một cái chất keo, chất đường nó dính gì đó. Thì ở trên đó mình quan sát kỹ mình sẽ thấy có những cái con riệp nhỏ xíu lên đó, và sẽ có thấy những cái con kiến nhỏ nó bu ở trên đó. Thì mới đầu anh chị mình nghĩ là do kiến nó làm cho cái vòi nụ của mình nó bị hư, nhưng nó không phải nha các anh chị, con chính là con riệp ha. Thì với những cái chậu ngọc điểm như thế này thì các anh chị mình sẽ sử dụng một cái loại thuốc chuyên về đặc trị cho dòng riệp luôn, dành cho ngọc điểm mình phun toàn bộ cây giúp em ha. Đó chính là cái loại Movento này các anh chị, một cái sản phẩm mà chuyên xài để trị cho những con riệp sáp, riệp muội nè, rồi riệp dính ha, để phòng ngừa cho ngọc điểm. Thì các anh chị mình một sử dụng với liều lượng là 1c trên 1 lít nước ha. Vì cái anh Movento này nó có hai thành phần khác nhau, trong đó nó có một cái dạng giống như là dầu vậy đó, nên mỗi khi các anh chị mình sử dụng á thì mình nhớ lắc đều chai giúp em nha. Tại vì cái phần dầu của nó lắng, nó nổi ở trên mặt đó, thì các anh chị mình tưởng đâu là cái thuốc của mình nó bị hết hạn, nhưng không phải ha. Mình sử dụng là mình phải lắc đều lên giúp em để tất cả các thành phần nó được hòa quyện với nhau ha, để nó đủ cái thuốc. Thì khi các anh chị mình phun với ngọc điểm thì các anh chị mình sẽ phun vào buổi sáng sớm hoặc là chiều mát cũng được. Rồi ở trên trong cái chai thuốc này, ở phần lớp trên thì nó sẽ có một lớp dầu ha, nên khi các anh chị sử dụng thì mình nhớ lắc đều chai giúp em, và khi mình phun thì mình phun toàn bộ cây. Vì cái dòng mà Movento này là nó có tính lưu dẫn hai chiều, nếu các anh chị mình phun trúng lên con riệp thì nó cũng sẽ bị tiêu diệt luôn, còn nếu như mà nó không trúng thì khi mà nó cắn phá cái cây của mình, cắn vòi nụ thì nó cũng bị trúng thuốc mà nó bị ngõm các anh chị ha. Thì với cái chai này thì các anh chị mình sử dụng giúp em là 1cc trên 1 lít nước. Mình phun toàn bộ cây ha, thì mình phun kỹ ở phần cái vòi nụ nè. Phun kỹ ở những cái phần nách lá ha, tại vì ngọc điểm thì thường nụ nó nằm ở nách lá, thì con riệp thì nó hay ẩn trú ở trong đó. Mình phun kỹ vô đó giúp em. Phun mặt trước, mặt sau, mặt trên, mặt dưới lá. Các anh chị mình lựa chọn thời gian phun sẽ là buổi sáng sớm hoặc là chiều mát. Thì cái này thì mình không cần phải xả nước lại các anh chị ha, mình cứ phun đúng liều cơ bản là được. Ngoài xài cho ngọc điểm nè thì các anh chị mình có thể xài trên những cái gốc thân lũa nè, cây của mình hay bị những cái bệnh nấm trắng các anh chị ha, bị nấm mốc meo ở trên các giá thể, thì các anh chị mình cũng sử dụng được. Ngoài về trị riệp rầy ha, thì cái cây này thì nó còn thêm một cái là trị các loại bọ trĩ nữa, các loại sâu nữa các anh chị ha, nên mình xài cho cũng rất là hiệu quả. Thì các anh chị mình có thể phun theo cái dạng là phòng ngừa, là một tháng mình phun 1-2 lần. Một chai Movento này thì Hoa Lan Nhi Phong sẽ bán cho mình với mức giá là 150.000. Anh chị mình có thể đặt kèm với những cái đơn lan để các anh chị mình được bao phí vận chuyển.